cốp cam. Ngủ rồi quay ơi. Sớm mình đỡ lâu cũng chết. Chào các bạn đi. Hello, xin chào cả các bạn nha. Dạ. Mình là Dương Cảnh nha. Hello, chào cả các bạn nha. Mình là Tư Báo nha. Nằm nãy giờ ngủ hai giấc rồi mình hai nó mới xuống. Điện chi rồi. Lấy được cái cam dễ lắm gì á. Hello mọi người nè. Hello các bạn đi. Có quay tao xin hello. Mẹ mày. Hello bạn. Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyên Hải nha. Thì hôm nay Nguyên Tam xuống đây thiếu ông Hải là các bạn biết rồi đó, biết chuyện gì tới rồi đó. Ủa ba. Hôm nay chơi sao anh? Bữa nay suy nghĩ là chơi. Thách thức đi. Thách thức không? Thách thức đi. Thách thức để bộ tao mày nói đi. Bây giờ tôi bây giờ tao mày cá với nhau á. Cá gì? Tao mày cá. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn. Là cái gầy chuối á mà mày nói gì leo ông Hải leo lên không gãy đâu tao nói ông Hải không gãy. Đừng nói gì má tao còn tức lắm mày. Bây giờ mình cho nóng mà cho ông leo lên còn chặt cái chuối luôn thì mày dụ nó thì lên dụ, mày được không đó mày cả thằng này nó leo lên không gãy rồi mày cầm mồm đi không mày nó lên gãy gì mày gãy mà không nói là leo lên bẻ cái hoài chuối xuống leo lên gãy ai dám leo đúng không? Rõ này đang thách thức mà ngu. Má ngu. Có nghĩa là mày y như mấy con cá tra ăn móng dưới sông vậy đó, tao nói thiệt, mày nín cho rồi đi. Còn mày nói không gãy. Tao nói là nó không gãy. Ăn 100, 200 ngàn. 500 ngàn. Anh lên máu. Anh lên máu. Rồi, vậy đi. Chút xíu mày làm bộ mày đặt giò với đó đi. Ơi mình chơi cây dừa đi. Ơi, chơi. Bây giờ ai đâu mà chơi với mày nữa? Mày chơi với chó chứ chơi với ai? Chơi cây dừa té rồi. Cây dừa té chết rồi. Chảo mà tính giết người luôn ấy. Nghĩ mày trước bây giờ. Anh Vương dừng chú ngoài kìa. Tao đổi tao cho anh mày bây giờ. Vậy chú hả? Vậy điện ông chú đây. Dừng chú đi. Chơi rồi phải điện ông chú. Mình giờ mình giấu cam chứ hả? Mình điện. Giấu cam mà điện được, điện xuống rồi giấu cam chưa được là nó hốt mình luôn. Ai giấu kiểu này đi giấu trong cạo xuống đi. Giấu cho nó thấy tôi thấy quậy. Thấy mày cam được không? Giấu ở trong bụi lập sao thấy. Đúng không? Rồi mình dám giấu không mày cây cột này. Mình với bộ mình thử thách đi, mình đánh lừa đi. Rồi. Vậy hả? Gõ giờ nè, các bạn đợi như lát nha bạn. Các bạn đợi như lát nha. Tôi đẻ. Đi nè, đi nè, quầy đi nè. Đi các bạn. Ừ, tôi béo. Cái thế leo được không á, nó leo mà ông muốn nhôm nhất rồi. Phải rồi, chọn cái cây nào có chuối nó mới leo, nó mới chịu leo. Mình đặt cam nè. Quan trọng là đặt cam nè. Cam đâu giờ ta? Đừng có đặt cam, mình chơi chiêu giống ổng đi. Quay luôn hả? Ừ. Mình biết sao không? Mình giống giả bộ bữa đó. Mày đang nhớ chặt chuối phải dùng cái gì? Dao. Dạ. Ủa rồi. Để giao chị giang hồ trần. Đi. Đặt chuối nào đi. Đi. À, để dọn chuối này rảo nè. Cái thoại điện đi. Mấy mình sẽ ít. Set up cam sống chừng nha các bạn. Set up nha các bạn. Set up. Quan trời đúng không? Dân châu Á đã đi vô ba. Hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là One Two Three. Cưng khoái cứ kimochi. Đi. À điện. Dạ, mày đi. Điện đi. Mày sợ đúng điện này, điện. Sao tao gì với ông nội? Cởi áo ra coi. Tự nhiên cởi áo ra coi. Ở đây nóng nắng mà. Hải hả bạn? Hải hả bạn? Ở lộn lạnh. Chứ không phải mặc áo cặp hả? Ai kêu xuống làm bắp gỏi gà nha. Ừ. Gà vũ. Dạ bây giờ ông đứng đây đi, ông đứng đây ông đợi ông đi chút xíu ba mấy tụi trong bụi lụm tôi mấy tụi chạy ra. À đi đây cũng được. Trốn đứa gốc đi. Mà điện mất máy nè. Điện không mất máy đâu cái gì. Đợi coi. Đang ngủ. Nãy ngủ, nãy nghe mình nó ngủ. Từ báo mình kiếm chỗ nào kính xíu. Alo. Hải hả? Ờ xuống hầm nè, xuống hầm làm gà ăn nè, mấy nó rủ xuống hầm làm gà ăn nè. Xuống đây hết trơn rồi. Rồi xuống liền đi nha. Ê, nó cũng xuống. Ok. Nói mình có mình nằm với mình nè. Lỡ nói rồi.
Rồi ok các bạn. Đỡ xuống các bạn. A few moments later. Trời đem chú thúi thiệt luôn hả? Đem cho cá ăn nội ơi, chú thúi đây mày. Là chặt chuối làm gà. Ăn chuối bỏ chuối. Mình nói chuối này muốn muốn bỏ nào bỏ. Gì? Chuối này muốn bỏ nào bỏ nè. Rồi trời đem chú thúi bỏ đi chú nội ơi. Ăn chuối, trời đem cho cá này dùng đây. Bẹp. Đứa rồi. Đứa nó đi vô vườn cũng tuổi rồi. Kệ chú nó kìa. Ở gì đó vậy? Ông có ra đâu cho bạn ê. Thôi thôi thôi. Thôi. Thứ anh. Chặt chuối. Gì vậy trời? Chặt chuối bóp lưỡi gà kìa. Bóp lưỡi gà nó cháu ăn kìa. Ông vũ kêu trời thảy vô ngon. Sao không là. Trời thôi vô gió luôn. Trời đúng rồi. Trời vô vô sợ. Á. Cho quá cho hãy ơi. Ai ôm là tôi báo lấy chuối nhét vào mũi. Nói cho dơ cái gì. Dạ. Đúng rồi chào. Thì có dòi luôn nè. Ôi chào quá à. Góp cái nải chuối lại đi. Thầy thú rồi. Dơ cái gì trời. Biết chuối nè. Ai bây giờ ai chặt chuối nè. Chặt chuối gì? Chặt cái chuối này nè. Chuối này mà lấy trong con vỏ trong á. Mình chặt đi. Mình chặt đi chứ đợi ai nữa. Tụi tao có giặt đi sợ tao cho tao hả sợ thằng xong cái kiều vũ ra bây giờ nè. Tao gì tụi tao ra bây giờ nè ông Hải leo được cái cây này lên leo lên được tao cho mày 500 ngàn cây này sao kêu tao chặt thử không leo lên leo được không kêu tao cháu leo mà gãy đó cái gì anh gãy đâu mà gãy tao mà không quấy với chợ tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này nhìn cái mặt của nó là thôi thua nó mà phải con cái nhà tôi đánh lên chết mẹ này. Không này không này này bay tôi có lấy bay móc tao cầm móc tao ra viên chậu nhậu nha leo nhậu nha có kẹo viên chậu nhậu nha bây giờ nó leo được đi tôi mất tiền cho tôi đó chưa leo được tiền xong 500 ngàn viên chậu nhậu kìa kẹo tính tiền à anh chắc chắn với em là em leo cái chuối không được đúng rồi ơi chậu lẽ này 5-3 ký leo bình thường chậu nhậu leo được cái tay mà nó là đi lên 500 ngàn nè trời trời chưa bố 500 ngàn kia lấy luôn sao nó cá mà kiếm cắn kiếm rồi sao tôi nó cá à bây giờ nè anh cứ chơi đó anh Hải lên nè ừ bỏ dép qua này đi anh bỏ dép qua này đi anh lên lại vô chứ gãy gãy cả 500 ngàn giờ mất tiền mày khỏi cá để tao lên để chưa 500 rồi đeo đi cầm tiền mua gà là cho tao 2 con ok có gà rồi mà chưa có bia có gà rồi chưa cho bia luôn bia luôn 500 ngàn đủ tao thêm bia ok cái nào đâu không thấy không thấy mà thùng bia nhiêu 200 rưỡi chưa được vậy 700 không không 200 con gà có 5 con gà có 100 mà 200 mà còn thùng bia 200 rưỡi mới 40 như 50 coi như bao nhiêu 500 uống đi đấy là được bây giờ tao làm trọng tài tao làm chung mày ké không mày hứa trọng tài ai một ai một nước bạn bổ cho mày giật ăn vậy rồi được bao nhiêu vậy thở nữa trời ơi vậy cũng kêu nữa bây giờ leo đi nãy có chồng nhậu liền để tao nè 500 phải không 500 500 là được 2 con gà với nửa vài lông bê cũng đủ rồi tại chuối đúng không chặt bỏ đúng không rồi leo lên tới chờ leo lên không gãy đâu leo lên chặt mấy chuối xong rồi lấy khăn chuối bắp gỏi gà ăn luôn nó ai thua mua mày sợ mày cho anh tao kêu ông vũ đánh tao gì đâu có đâu trời ơi có là nãy giờ có ông vũ rồi chuối cây dạng cây cái dạng cây dễ gì nãy ông chạy vô mới đập ông quẹ đi quẹ dễ kìa quẹ dễ quẹ này bự mà nó vô xíu à người ta ăn được tao mới chạy không cây này bự cái vô ở trong nó còn bự nữa ừ trong còn bự có cái cây này chìm ngang nè
Ờ dễ leo nữa. Dễ leo. Dễ leo nữa. Mình ăn tiền luôn. Mày tới số đâu rồi con? Ăn tiền là chắc chắn leo được. Mình leo đi. Nè, anh coi nè, anh coi anh Hải thể hiện nè. Lên anh. Lên anh. Cho anh ta sợ. Trời, để tao coi thử. Ai quậy. Mày thua không mày? Thua gì cái cây này bên đây leo được chắc thua chắc thua để coi cái mắt này dễ leo leo đó leo được không leo được thì thua tao đây đợi tao đi chạy cái này nó có cho leo đâu trời chạy tao bước cái giò vô đây nè đúng rồi đừng có chạy khủng chạy luôn chạy luôn chạy luôn chạy luôn nè leo lên nè leo được đâu lên nè đắt lên nè rồi cho tép thua nữa rồi thua chịu chảo rồi được đâu chưa mày bỏ đến tao lộn mèo cho Từng giờ lúc ấy sẽ ra sao? Tự hào rằng sẽ có thế nào? Anh có sao không anh? Bảo đây nè. Bảo đây nè. Anh có sao không? Không trời. Trời. Bảo đây nè. Để bắt thở luôn trời. Anh sao nói vậy chứ? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Quạt quạt cho nó chứ ơi. Cái gì quạt nữa? Cái làm cho mày nghĩ ăn. Có nào có gì quạt nữa quạt cái. Trước anh. Xài cho nó. Mày dính cái dầu cho tôi. Đây nè. Cái sao mà nghĩ cái chuyện người trời nói chuyện với nãy. Trời ơi sao đây nè. Máu không trời. Tao thấy té nhẹ mà mày. Nè. Coi ông coi đầu cổ nó máu không? Ngồi mà không có chuyện chứ gì. Cho tịch tịch. Ê mình tao mình tao nào mình. Trời ơi. Cái gì trời? Tay nó sao? Đâu anh hiểu đúng không? Em nè, đâu có ai đi đâu em nè, em nè. Không nói chuyện cái gì? Bạn nói chuyện với anh em Google. Khi qua đây nó cái, khi qua đây nó cái. Tao đâu mà nãy có được đâu đâu. Chuyện vô chỗ mát rồi. Từ anh ô anh sao không anh? Ở chỗ thỏ thì thỏ đi, thỏ đi. Né né anh em né ra. Tại sao rồi? Né cho mình sao rồi? Tao bình thường mà tao đây nè. Tao bình thường mà tao đây nè. Cái tài cái có 500 ngàn mà làm dữ chợ. Tại sao? Gần ốc mày. Té nãy mất thở luôn trời. Ừ. Cái gà trời. Có 500 ngàn chết. Thôi té có cái hành trời, mọi người làm tôi sợ cái gì. Trên sao bậy bạ gì trời. Sao vậy? Sao vậy? Sao ổng giỡn. Quạt cái nói đi. Hay mình kêu cấp cứu chở không đi. Tao nè, tao nè. Điện cấp cứu nha. Anh ơi, anh té gì ra vậy đó. Thường anh là Sơn. Anh ơi. Em nè. Ở đây em có gió rồi, khi qua đây đi qua. Khi qua đây hả? Cầm chân đi bác. Ai, ba anh cầm cái. Để nè, để nè. Quạt đi, quạt đi. Quạt đi. Cái gì bị quạt không thôi. Trời sao nó nói chuyện chân trời. Anh. Em gu vậy? Không nói chuyện chân trời. Thấy bình thường mà quay. Em mà em nói chuyện bây giờ mà. Quạt đi, ở đây em có gió. Anh nói trời. Em nè. Anh nói trời. Em nè. Anh định làm gì tôi? À, có người định làm gì tôi? Có người định làm gì tôi? À, có người định làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Trời tí mình nó bị thiệt chứ không phải bị. Đây nè, ta nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Rồi để nè. Rồi cái bóp bánh nè. Bóp bánh nè. Nhét bóp nè. Nhét bóp nè. Nhét bóp nè. Nhét bóp nè. Nhét túi rồi đó. Ôi, chứ này mắc gió nè, mắc gió nè, mắc gió nè, tôi dính hai gió nha. Mày quạt lên đây, mày quạt lên đi. Rồi. Trời ơi, bão táp mưa xa. Một thằng cha sao trông nổi nguyên nhà. Mày điên hả? Ôi, gió đây là ta nè. Đi lên. Lấy mình ra rồi. Thật ơi, chở gì mà không nói chuyện với ơi gì hết. Rất gần. Ông đi chờ.
trai nữa mà chơi chơi cho ngu với quầy má thú gì trời tao không ngờ lên té mà thôi lần sau đừng chơi gì nữa trời má chị nghệ banh tôi chờ cái này nó dặn nó nói chuyện mình là nó dặn nó trời dặn luôn á gì nữa mà trời luôn là trời khiên khiên tụi bạn đi bên đây cũng nghỉ nữa rồi nè khiên đây tụi bạn cầm chân tụi bạn cầm chân tụi bạn trời ơi giờ chỗ gì mà giờ hoài để cho thấy mình đổi chỗ đi tao chết cái bóp ở ngoài rồi kìa để tao đẩy cái bóp xuống đó đi mặt vỏ mặt vỏ ừ bây giờ gì nè thấy mình sao anh Hải nói cái thấy mình sao rồi Hải sao đây nè Hải ơi Hải Hải ơi Hải 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 ơi Hải vẫn chơi mà không nói chuyện luôn kìa trời tôi ngu quá bữa nãy Hải chú cứ cóp vô cái đầu của trào máu trong đó nó kìa Hải đâu kêu quá leo nữa thôi leo cái tao cao lên trời ngu thấy ghê bê bê ghê trời má tôi không ngờ mà té mà gì trời ơi đây nè trời nắng rồi má đâu tao có bay tụi béo qua bên đây ngồi cái tụi béo qua đây ngồi dưới hai chân mà gió rồi đó qua đó gió rồi qua qua anh em che gió che gió ừ qua đi Hải Hải anh xin lỗi mày Hải ơi anh má tao tới bay tao nè 500 ngàn không Hải luôn ở chỗ này có kiến kìa anh khiêng anh đi coi tao hồi chua với mày đừng không cái hồi chua ngang vậy kiến kiến không kìa kiến không kìa kiến kiến qua kiến qua kiến đi rồi kiến đi tao là ai đâu là đấy mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này tao lão giờ thử không biết sao mình chết được thôi sáng nay một thanh niên có biểu hiện phê ma túy tay cầm dao hung hăng đe dọa nhiều người dân trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi. Chúng là nãy giờ kìa. Có chuối kìa, có chuối kìa. Rồi, dựng 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 lên ta, dựng dựng đứng lên, dựng đứng lên. Anh thấy sao? Rồi. Cho xô bớt. Thấy tôi sao vậy? Tôi dựa dựa cho mình. Vô 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 vô. Khỏe không anh? Không thôi em chở em đi, anh chở em đi nha. Em chở em đi nha. Ơi, cho mình nó hơi nóng nóng rồi. Ừ. Nóng hả? Ơi cách cách xa đi cho ngồi. Ông nóng hay là ông nóng? Không, nó ấm ấm đụng vô mình cái ấm ấm. Không vô vô gan chặt. Thấy em phải không? Nè, cái này nè, cái này. Cái chỗ thôi quá à. Sướng à. Ơi sướng. Ơi mình lên. Trời ơi, trời. Qua đây đi, ớ lộn mình nằm. Ai con kiến nằm đây nè, kêu con kiến nè. Kiên qua, kiên qua, bên bên bên. Chỉnh rồi, rồi đẩy vô con kiến nè. Anh thấy sao anh Hải? Giờ mình điện xe đi anh, chứ ảnh vậy hoài sao vô. Không khi nào. Xe cứu hả? Xe không có điện thoại điện. Con té đi luôn. Trời ơi, trời đâu đây thật trời, đi đâu trời ơi trời. Thôi để tôi điện cấp cứu nha. Ờ điện thử rồi. Mắc thở cái gì mà không nói chuyện nè. Hello. Chú ơi chú, cho con mày ông cho tao giống đi. Không đi. Quá cái cậu kêu qua đây cho nằm đi. Kêu chú nha qua chú. Đây. Hello, con có. Tạo danh nghe anh Hải. Làm gì chứ? Qua đây. Hello. Hải đâu hả? Hải không có tao chạy. Cầm gà. Hải đâu nè? Cầm gà. Cầm gà. Mày đi đi. Mày đi. Cậu ngồi cảnh nó ngồi sâu nữa. Cậu ngồi mấy cha ơi, giật điện thoại rồi nè. Thấy không? Thấy không? Thấy Mở ra anh giờ anh đừng chết thiệt sao mà mày má mà anh gọi thúi thiệt không phải ơi chú không chết đi chảnh coi đem cái nải chuối này đi chảnh đi chảnh coi đi chảnh luôn đi chảnh coi tụi béo làm sao bị phát hiện gì tụi béo ông giật cái điện thoại đó đưa điện thoại cái thằng con cũng là trời trong đầu quánh đá con đỏ tay chưa đâu rồi ơi trẻ ơi ảnh đâu rồi ảnh rồi ảnh rồi con ngồi hơi chua ngồi nằm mà cũng nằm trên gió nữa chua không chết gì vậy nó sợ không chết luôn nó sợ nó chết hả lúc ảnh nào nè anh làm như ngó đi nãy nãy lên với tôi làm phớt phớt bây giờ anh thấy có gà có bê á anh leo liền anh lại thấy có gà có bê anh leo liền chung cà tre tao là trời thúi thúi anh ê ê ê ê chân 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 ơi hải đoàn hải đoàn hải đoàn không thấy nữa nè không thấy hả thấy đi mày không nội nhưng mà trời tỏ tay chứ bữa nay không thấy ông hải luôn tí bữa nay không thấy thiệt bộ
Rồi mình đi xe cứu tỉnh lừ đó. Nhà hên cái mùi mà hơi chua. Mình đi xe cứu nổi được. Mới nhận ra được á ông nội. Đó này làm lộ cho dừng lộ vậy. Lên thì trả lộ đi coi. Không tao làm rồi alo. Cho chiếc xe cấp cứu chú Hầm cái chú. Mình cái tao đó. Đúng rồi. Mình vô thôi chứ mình vẫn còn được tiền uống bia với gà nha nè, tiền uống bia gà nè mình. Ở tôi nè. Ở tôi đây. Thuốc má tự chết thiệt không. Má tức cái mẹ luôn. Cho ông cho anh mấy tôi hoài. Bữa nay đâu có thấy cam được đâu, đâu có phát hiện được. Bữa nay đợi ngủ mà ngủ chắc. Vô cam kính lắm. Cái này vô cam kính lắm. Bây giờ tại anh cho nó mình hoài, anh sợ cam lắm. Anh sợ cam lắm. Cái gì cái mày? Vậy nè. Mà ở gần thuốc. Cam ngủ, mạnh chết luôn. Yên chuyện về không thấy cam quả tới tao nữa. Tôi chua. Trang như chúng giữa lắm hả? Ê! Tôi! Trả! Đủ ba trời. Mày tu lắm được hồi đích tao không? Vậy nè ba ơi. Mình kết thúc đây các bạn thấy hay like share kênh Nguyễn Hải các bạn. Nguyễn Hải bị hết hồn chim én các bạn.